Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy đi Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy. Cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đây là lệnh truyền của Thầy. Các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của Người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi các con là bạn hữu vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái và để hoa trái của các con tồn tại. Để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau. Đó là lời Chúa. Thưa quý ông bà, anh chị em, chủ đề của các bài đọc hôm nay nói về tình yêu. Một cái chữ yêu Chúa mời gọi chúng ta để chúng ta ở lại trong Chúa và để chúng ta được sống trong cái tình yêu của Chúa và trong tình thương yêu chúng ta dành cho nhau. Chúng ta nghĩ như thế nào nếu trong cuộc đời này không có tình yêu? Nếu không có tình yêu thì chúng ta thấy cuộc đời này sẽ vô vị. Nếu không có tình yêu thì cuộc đời này chắc là chán lắm. Tình yêu chính là cái chất xúc tác, là động lực để cho con người ta vươn tới. Nhưng mà chúng ta nghĩ yêu như thế nào? Bởi vì có nhiều cái tình yêu đó, nó đóng khung người ta lại, đóng khung cái người mình yêu lại, không làm cho người yêu của mình tự do. Quý ông bà, anh chị em, chúng ta có hay coi phim Hàn Quốc không ạ? Có coi phim tình cảm Hồng Kông không ạ? Ngày xưa là Hồng Kông mà bây giờ chuyển thành Trung Quốc hết rồi. Một cái tình yêu mà vị kỷ, tức là chỉ nghĩ cho mình mà thôi, thì cái tình yêu đó dễ đóng khung người khác lắm. Yêu không phải là người ta, mà yêu cái người đó và muốn biến cái người đó thành cái hình tượng mà mình mong muốn nữa. Cho nên cái người mà được yêu như vậy đó, người ta cảm thấy mình bị tù túng, mất tự do và không thể thăng tiến được. Một người chồng yêu người vợ và muốn người vợ phải theo cái ý của anh ta thì khổ rồi. Một cái người sạch sẽ, một cái người nghiêm túc thì mong muốn cái người bạn đời mình lúc nào cũng phải sạch sẽ, giống theo cái ý của anh ta. Sống dơ một tí không được. Hay người vợ cũng vậy, người vợ mà sống sạch sẽ rồi đó, thì những cái người chung quanh mình đó, mình phải biến người ta thành cái người sạch sẽ như mình cơ. Có được không quý ông bà, anh chị em? Khó lắm. Mình bắt người ta phải theo cái ý của mình và người ta mất tự do. Và một cái tình yêu mất tự do như vậy thì chúng ta thấy cái người được yêu kia, người ta cũng không có sung sướng gì đâu, rất là đau khổ. Mình đóng khung người khác trong cái khung của mình, mình đóng khung người khác trong cái tiêu chuẩn của mình,
Và người ta mất tự do, người ta không còn cái sự thăng tiến nữa. Và cái tình yêu như thế gọi là tình yêu vị kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình mà không biết nghĩ cho người khác. Và tình yêu đó trở thành một cái tình yêu tù túng. Nhưng mà tình yêu mà Chúa mong muốn mời gọi chúng ta để chúng ta sống với tình yêu đó chính là cái tình yêu vị tha, tình yêu agape, tình yêu biết nghĩ cho người khác, yêu như Chúa yêu. Yêu như Chúa yêu. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu đã thực hiện chính cái tình yêu đó, tình yêu được trao ban từ Chúa Cha, và nơi Chúa Con lại tiếp tục trao ban cho tất cả mọi người. Tình yêu không giữ lại cho riêng mình, tình yêu để mà trao ban cho người khác, biết nghĩ đến cho người khác. Và chính Chúa Giêsu Ngài đã yêu họ đến cùng. Chúng ta thấy hình ảnh đẹp ở trong cái bữa tiệc ly, đó là cái hình ảnh của sự phục vụ. Và hoa trái của tình yêu chính là phục vụ. Một cái tình yêu thực sự thì nó thôi thúc người ta, nó mời gọi người ta để hướng đến, để phục vụ cho anh chị em, cho cái người mình yêu, mang lại cái điều thiện hảo, điều tốt nhất cho người mình yêu. Và chính Chúa Giêsu là một cái mẫu gương cho chúng ta về cái tình yêu trao ban tự hiến, một cái tình yêu phục vụ như thế. Ngài trao ban chính con một của Ngài, Thiên Chúa trao ban chính con một của Ngài để qua con một của Ngài mang lại ơn cứu độ cho nhân loại. Và chính Chúa Giêsu đã lãnh nhận cái lận truyền của Chúa Cha và thực hiện cái lận truyền đó trong chính cuộc đời của mình khi Ngài trao ban chính cái mạng sống của mình cho nhân loại, cho người mình yêu. Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu dám thí mạng sống cho mình, cho người mình yêu. Dám thí mạng sống cho người mình yêu. Chúng ta vẫn nhớ ông bà chúng ta có câu là yêu nhau tam tứ núi cũng, tam tứ sông cũng lội, cửu thập đèo cũng qua. Khi mà yêu nhau thực sự đó, tình yêu trao ban đó, thì sẵn sàng hy sinh tất cả cho người mình yêu. Còn tình yêu vị kỷ thì không có được cái sự hy sinh đó, khó có được cái sự hy sinh đó. Cho nên Chúa mời gọi chúng ta hướng đến cái tình yêu vị tha, chứ không hướng chúng ta đến tình yêu vị kỷ. Và trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày cũng vậy, học theo gương của Thầy Giêsu, học cái chữ yêu của Thầy Giêsu, thì chúng ta hãy tập cho mình để biết nghĩ đến cho người khác. Người chồng biết nghĩ cho người vợ, người vợ biết nghĩ cho người chồng, thì tự nhiên cái cuộc sống nó sẽ nhẹ nhàng, nó tốt đẹp hơn. Chồng đi làm mệt đấy, nhưng mà về nhà thấy vợ vất vả, việc này việc kia, bù đầu tắt mặt tối, việc này việc nọ, giặt giũ quần áo vân vân, thì cùng chung tay vào chia sẻ công việc với người vợ, thì gia đình tự nhiên nó đầm ấm thôi. Hay là người vợ thấy người chồng vất vả đi làm, thì mình nghĩ cho anh ta và mình tìm cách nào đó để chia sẻ bớt cái gánh nặng cho người chồng, thì tự nhiên cuộc sống người chồng cũng nhẹ nhàng hơn. Trong gia đình cũng vậy, anh chị em với nhau trong gia đình có việc gì thì cùng chung tay làm, thì tự nhiên công việc nó nhẹ nhàng. Còn cả nhà 5 người mà bây giờ 4 người ngồi chơi, chơi nước, một người đi làm, một người rửa bát, nấu cơm, làm tất tần tật từ A đến Z, thì chúng ta thấy cái gánh nặng nó đang đặt vào cái người đó. Và 4 người kia không có biết nghĩ cho cái người này, thì chúng ta thấy cái người này sẽ bị áp lực. 4 người kia mà biết nghĩ cho người này thì cùng chung tay vào chia mỗi người một việc, một tí là xong. Biết nghĩ cho nhau thì tự nhiên nó sẽ tốt đẹp. Ở trong một công ty cũng vậy, trong một cái nhóm làm việc cũng vậy. Khi mỗi người chia sẻ công việc với nhau, việc của người nào, trong trách nhiệm người nào, thì cố gắng làm tốt trong cái việc người đấy. Và khi cái việc của mình nó tốt rồi, thì mình cùng chung tay và chia sẻ với công việc của người kia, giúp đỡ cho người đồng
đồng bạn của mình để tốt hơn. Trong xóm làng cũng vậy, biết nghĩ cho nhau thì tự nhiên cái xóm nó vui vẻ, đầm ấm, nó tốt đẹp, không có tranh chấp, không có cào cấu nhau, biết nghĩ cho nhau, mỗi người nghĩ cho cái lợi ích chung thì không có việc xả rác ra ngoài đường, không có việc làm dơ bẩn ô uế cái khu xóm. Khi biết nghĩ cho nhau thì mình làm cái gì đó mình cũng nghĩ cho cái gia đình bên cạnh. Có ảnh hưởng không? Nhà mình nuôi heo có ảnh hưởng cho nhà bên kia không? Cái mùi đó nó có hôi thối không? Đấy, mình xả rác ra như vậy, mình để ra trước cổng, trước cửa như vậy thì nó có ảnh hưởng cho những người xung quanh không? Và mình nghĩ được như vậy thì tự nhiên mình có cái cách nó khắc phục. Khắc phục để cho nó tốt hơn cho mình và cho những người xung quanh. Đó, tình yêu agape là vậy đó, nghĩ cho người khác. Rồi con cái trong gia đình khi mà biết nghĩ cho bố mẹ thì tự khắc sẽ không phải làm biếng, không có lười biếng. Chăm chỉ học hành, chăm chỉ làm việc để đỡ đần cho bố mẹ. Còn con cái mà không biết nghĩ cho bố mẹ thì chỉ biết lo chơi game không? Chỉ biết lo vun vén cho mình không? Thì tự nhiên gia đình của mình nó trở nên nó nặng nề lắm. Rồi anh chị em trong gia đình cũng vậy, chỉ biết nghĩ cho gia đình của mình thôi mà không biết nghĩ cho gia đình của những anh chị em khác trong gia đình. Cho nên cái vấn đề chia đất đai, nhà cửa cũng vậy, nghĩ lòng tham của mình, nghĩ cho gia đình của mình thì tự nhiên là anh em xào xáo với nhau. Hình như quý ông bà anh chị em chúng ta thấy là kỳ này đang có một cái bộ phim rất là hot, phải không? Bộ phim Lật Mặt 7 của đạo diễn của Lý Hải, ca sĩ Lý Hải, cũng nói về cái chuyện gia đình. Quý ông bà anh chị em, những ai mà đã đi coi cái phim đó thì chúng ta biết, cũng vì anh em nghĩ, chỉ có nghĩ cho mình thôi, cho nên là không có nghĩ cho người mẹ, chỉ nghĩ cho mình thôi, cho nên là vấn đề chia nhà cửa đất đai vun quén cho mình, làm cho tình anh em xào xáo. Rồi con cái không biết nghĩ cho bố mẹ thì cái người mẹ nó trở nên đau khổ. Và chúng ta thấy quyền lực nhất đó vẫn là đồng tiền, xoay quanh nó vẫn chỉ là cái đồng tiền, vì đất đai nhà cửa nó cũng sinh ra tiền. Trước đây đất đai nó rẻ mạt, 5-7 mẫu chẳng ai thèm làm, vất vả quá. Nhưng mà bây giờ tự nhiên đất đai nó lên giá, tự nhiên nó khác. Chia 5 xẻ 7 ra, anh em đánh nhau, kiện cáo nhau ra tòa. Rồi không biết nghĩ cho bố mẹ. Bố mẹ thì thương con, cũng muốn chia cho đứa này đứa kia. Rồi chúng ta thấy nó khác nhau. Cho nên cái tình yêu vị tha là một cái tình yêu khi người ta biết nghĩ cho nhau thì mọi thứ đều tốt đẹp hết. Nghĩ cho mình nhưng phải biết nghĩ cho người. Nghĩ cho mình và nghĩ cho gia đình để làm sao gia đình mình tốt đẹp nhất. Gia đình mình tốt đẹp và mọi người trong gia đình đều tốt đẹp. Đừng để anh em chị em xào xáo với nhau. Ở trong xóm làng cũng vậy, đừng để cho các gia đình xào xáo với nhau. Chi bằng đổ lỗi cho nhau thì mình tìm cách để mà mình có một cái hướng nó tốt đẹp nhất. Thay vì mình đổ lỗi cho người này đổ lỗi cho người kia, thì mình đi tìm những cái giải pháp để giải quyết được tốt đẹp nhất. Nó sẽ hay hơn nhiều. Cái con đường đang hẹp, bây giờ mình muốn tốt đẹp, thì mỗi người nhường ra một vài mét đi. Xây hàng rào đừng có lấn ra, mà mày khi mỗi lần xây thì lại thụt vào, để cho nó đường nó rộng ra. 2-3 xe nó chắn nhau được thì nó tốt. Còn bây giờ mình chỉ biết nghĩ cho nhà mình, khi mình xây hàng rào mình cứ lấn ra, cái đường nó hẹp lại, xe cộ đi lại không thông thoáng, khó khăn cho vận chuyển. Rồi mai mốt người ta cấm móc lộ giới, nó cũng cắt vào, có xây hàng rào rồi nó cũng đập đi thôi. Là bởi vì mình không biết nghĩ cho lợi ích chung mà chỉ nghĩ cho gia đình nhà mình, nó khác đi. Cho nên mình tìm cái giải pháp nào hướng đến cái điều tốt đẹp nhất
cho cộng đồng, cho gia đình của mình. Nếu như các gia đình, anh chị em trong gia đình với nhau thì biết nghĩ cho nhau một tí thì tự nhiên nó tốt đẹp thôi. Tình yêu agape là vậy. Và chúng ta thấy cái tình yêu vị kỷ, khi chúng ta hướng đến tình yêu vị kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình, thì nó sinh ra rất nhiều cái giống tội, rất nhiều cái giống tội. Gia đình sẽ tan nát hết, và chính mình cũng không hạnh phúc gì. Còn khi chúng ta biết sống cái tình yêu vị tha thì chắc chắn là không chỉ gia đình của mình hạnh phúc mà cả cộng đồng chung quanh cũng ảnh hưởng được cái hạnh phúc đấy, cũng được hưởng nhờ từ những cái hạnh phúc đấy. Cho nên kính thưa quý ông bà anh chị em, Chúa mời gọi chúng ta hãy sống cái tình yêu như Chúa yêu, một tình yêu trao ban, một tình yêu agape, biết nghĩ cho nhau, một tình yêu tự hiến. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người dám thí mạng sống cho người mình yêu. Ngài đã yêu họ đến cùng, đến cùng trên cây thập giá, đến cùng của cuộc đời Ngài, dành trọn vẹn và dùng chính cái chết của mình cho người mình yêu. Chính vì vậy, Chúa mời gọi chúng ta hãy thanh tẩy cái tình yêu của mỗi người chúng ta. Ai chúng ta cũng yêu hết, ai chúng ta cũng biết yêu hết, nhưng chúng ta hãy thánh hóa cái tình yêu đó, thanh tẩy, sàng lọc cái tình yêu đó, để cho nó rớt đi những cái vị kỷ, những cái thấp hèn của cái tình yêu chỉ nghĩ cho mình. Tình yêu chỉ nghĩ cho mình hay tình yêu chỉ nghĩ về tiền, tiền của dành cho mình, tình yêu chỉ vun quén cho mình, tình yêu chỉ làm sao để cho mình được cái danh vọng của mình, quyền lực của mình được nâng cao mà mình không nghĩ tới người khác, chà đạp người khác, thì cái tình yêu đó nó sẽ gặp rất nhiều cái rắc rối. Cho nên Chúa mời gọi chúng ta thanh lọc tất cả những cái đó, tất cả những cái ý hướng xấu đó, tất cả những ý hướng vị kỷ đó, những ý hướng thấp hèn đó, để chúng ta hướng đến một cái tình yêu thăng hoa, một cái tình yêu phát triển cộng đồng, thăng tiến chính bản thân mình và gia đình của mình. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta cầu nguyện cho mỗi người chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả các mối liên hệ chúng ta đang có, ngay cả những cái mối liên hệ đang có vấn đề, đang lấn cấn. Xin tình yêu agape, tình yêu mà Chúa mong muốn được chan đầy, chan hòa nơi cái môi trường của mình, nơi ngôi nhà của mình, nơi lối xóm của mình, nơi trong cái nhóm của mình, trong cái cộng đoàn của mình, để cho tình yêu đó sẽ biến đổi chúng ta. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta một cái trái tim bằng xương, bằng thịt, một trái tim của Chúa, một trái tim biết chan hòa với anh chị em của mình, để nhờ trái tim và lòng thương xót của Chúa giải hòa tất cả những cái vấn đề đang còn lấn cấn giữa các mối liên hệ của quý ông bà, anh chị em, của mỗi người chúng ta, trong cộng đoàn giáo xứ, trong chính gia đình của chúng ta. Amen.